Tất cả những người gầy mà không muốn tăng cân hoặc không thể tăng cân là các bạn đang tự tàn cơ thể của mình đấy. Tự tàn cơ thể của mình nhé. Đang tự hủy diệt của cơ thể của mình mà các bạn không hề biết gì cả. Lý do tại sao ạ? Các bạn không chỉ gầy về body mà tất cả các cơ quan nội tạng, thậm chí cả não bộ của các bạn này. Nó cũng gầy, nó cũng teo đi. Ví dụ bây giờ, cái dạ dày của các bạn phải là 1kg nó mới đủ sức khỏe để tiêu hóa thức ăn đúng không ạ thì thực tế là chứng minh rồi những người gầy ăn vào một chút thức ăn thôi đắng ngắt ở miệng và không muốn ăn lý do tại sao ạ tất cả những cái men vi khuẩn những cái men tiêu hóa chuyển hóa ở trong cái dạ dày của các bạn ấy nó có đâu hơn nữa là cái dạ dày của các bạn nó yếu quá nó không tiêu hóa nổi thức ăn và thực phẩm nữa cộng với cái điều nữa là rất là vô cùng thú vị và quan trọng mà chẳng ai biết cả chẳng ai để ý đó là cái não của các bạn này nó cũng thiếu năng lượng đến ngưỡng làm sao nó không phát hiện ra cái điều đó. Và thực tế chứng minh này, những cái người gầy đấy thì cứ mỗi ngày xuống cấp thêm một chút, mỗi ngày xuống cấp thêm một chút. Sức khỏe xuống cấp một chút, vóc dáng xuống cấp một chút. Và não bộ của các bạn này cũng xuống cấp một chút. Thực tế đang chứng minh như vậy, có thể các bạn đang toàn tâm toàn ý làm một cái việc gì đó thì kim toàn không biết, có thể là kiếm tiền, cũng có thể là xây dựng sự nghiệp. Nhưng hiện tại các bạn đang hủy diệt cơ thể của mình. Và não bộ của các bạn không nhận biết được ra rằng là cơ thể của mình đang xuống cấp lý do là nó cũng thiếu rất là nhiều năng lượng và để giải quyết được vấn đề này thì vô cùng đơn giản thôi cực kỳ đơn giản nhưng chỉ đơn giản khi các bạn gặp kim toàn nhé đó là các bạn thường xuyên tập luyện với kim toàn trong cái liệu trình tăng cân này trong liệu trình tăng cân kim toàn liên tục chia sẻ tất cả những kiến thức các bạn không phải là mua cái gì của kim toàn đâu nhé mà chính xác là các bạn phải đổi đổi ở đây dùng từ hơi chuẩn một chút hơi gắt một chút là đánh đổi nó giống như là các bạn đổi cái công sức của mình để đi kiếm tiền ấy, Để đi lấy tiền ấy. Các bạn đi làm một việc gì đó Thì các bạn là phải bỏ cái công sức của mình ra Bỏ trí tuệ của mình ra Để đổi lấy tiền Chứ không phải là đi kiếm tiền nhé Đi kiếm tiền là rất là tối nghĩa Các bạn kiếm tìm kiếm cái gì đâu Mà có đâu có cái gì rơi ở đường đâu mà tìm kiếm đúng không ạ Thì các bạn đang đổi cái công sức của mình để đổi lấy tiền Thì các bạn đang làm sao ạ đang đổi tiền, đổi công sức của mình, lấy cái kiến thức và kỹ thuật giúp các bạn làm sao ạ? cùng với Kim Toàn tăng cân cho mình. Và quan trọng nhất là điều chỉnh lại cái hệ thần kinh của các bạn để giúp cho làm sao các bạn phải nhận định ra được cái điều rằng là chúng ta gầy thì không chỉ ảnh hưởng tới body của chúng ta mà còn ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan nội tạng của chúng ta nữa. Và cái nguồn năng lượng tiêu cực của cơ thể những người gầy nó tỏa ra đấy nó làm ảnh hưởng đến cái môi trường sống của xung quanh ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người xung quanh. Và quan trọng nhất này các bạn luôn miệng nói rằng cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy cảm ơn bố mẹ cảm ơn vũ trụ cảm ơn được thở oxy miễn phí cảm ơn vân vân và mây mây kim toàn nói thẳng nhé nhảm nhí vớ vẩn hát huyền nhạt nhẽo sao các bạn ngây thơ và khờ dại đến mức độ vậy quả tim của các bạn đang lao động miễn phí cho cuộc đời cả cuộc đời vận hành các bạn đúng không ạ cái mắt của các bạn đang lao động miễn phí cho các bạn bộ não cũng vậy tim gan phổi thận dạ dày cả cả da cũng vậy Tất cả những bộ phận đó các bạn có biết ơn nó không? Không ai bảo các bạn rằng là phải biết ơn những bộ phận đó đúng không ạ? Hoặc các bạn chưa nghe cái điều đó ở đâu Và cũng không biết được rằng cái điều đó là tồn tại trong cuộc đời này Thì Kim Toàn đang chia sẻ với các bạn đấy Kim Toàn đang đổi với các bạn đấy Các bạn đang đổi thời gian để nói chuyện với Kim Toàn lắng nghe cái sự chia sẻ của Kim Toàn Và các bạn đổi cái tiền, cái kinh phí các bạn có Để đổi lại cái kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn trong cái liệu trình tăng cân Và để làm được điều đó Kim Toàn cam kết với các bạn rằng này chỉ cần các bạn nghiêm túc thì Kim Toàn sẽ giúp các bạn tăng cân vụt vụt. Kim Toàn không bán sản phẩm nhé. Tại vì bán chính là làm sao ạ? Sở hữu. Giả thiết các bạn mua cái liệu trình của Kim Toàn. Đúng không? Thì Kim Toàn bán cho các bạn. Thì có nghĩa là các bạn được sở hữu cái vật đó. Nhưng ở đây các bạn không sở hữu được đâu nhé. Nó là đánh đổi các bạn phải bỏ công sức ra thì mới có kiến thức. Và các bạn sẽ tăng cân và tăng mãi mãi. Không bị giảm nhé. Và duy trì cân nặng của mình mãi mãi. Cũng như tăng cân nhưng mà không béo vào cái bụng Đúng không ạ? Và thực tế chứng minh rằng là nếu như các bạn tự tăng cân ấy Thì các bạn thất bại rất là nhiều lần Tăng xong lại sụt, tăng xong lại sụt Hoặc không biết tăng kiểu gì Đúng không ạ? Hoặc có tăng lên nhưng mà tăng mỗi cái bụng tròn vo Chán đời chưa ạ? Cực kỳ chán đời luôn Và tất cả những cái người mà làm cái công việc giống Kim Toàn ấy, Đặc biệt là ngạch dọc yoga Hầu hết họ đều không chia sẻ những kiến thức về tăng cân đâu Lý do tại sao lại vậy thì các bạn biết rồi đó Không ra đơn được tại vì tất cả những người gầy là họ đang tự tàn họ đang tự tàn phá cơ thể của họ họ đang tự hủy diệt tự hủy hoại cơ thể của họ hỏng từ đây này cái não bộ nó còn thiếu thức ăn thì tất cả những cái điều huấn luyện viên họ chia sẻ này, những chuyên gia họ chia sẻ đấy tai ù hết rồi có nghe đấy gì đâu đúng không ngay kể cả những lúc này đây này những người gầy đang nghe sự chia sẻ của kim toàn đấy thì kim toàn đang tăng cái năng lượng của mình lên ở nhóm d đấy quyết liệt áp đảo áp đặt để các bạn nghe có thể thấy rõ hơn thôi Chứ không phải kim toán tinh vi hay đâu gì đâu Mà cái tai của các bạn Nó ủ mất rồi, hết năng lượng mất rồi Nó chẳng nghe được đâu Rồi rất là tuyệt vời, chỉ cần các bạn muốn Thì sẽ có cách Chứ không phải là, ờ rồi tôi muốn tôi muốn Nhưng tí nữa não tôi nó thiếu năng lượng nó lại quên sạch mất Tốt nhất nhá là muốn Là ra quyết định ngay tức khắc Gặp ngay, gọi điện nhấc Huấn luyện viên luôn, nhắc luôn Bạn ơi tôi muốn sử dụng cái điều trình này, tăng cân cho tôi Không tăng được thì làm sao Đúng không? phải cam kết chứ đúng không? Kim toàn cam kết thì các bạn cũng phải đưa ra cam kết cho huấn luyện viên. Rồi cảm ơn các bạn cực kỳ nhiều, mong rằng được kết nối và tương tác với các bạn trong cái liệu trình tăng cân yoga cùng với Kim toàn. Namaste.